xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, trong thời gian vừa qua với chủ đề là trọn hương ấm thấm vị ngon, chương trình của mình đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ quý vị khán giả và có nhiều khán giả gửi thư về chương trình nữa đó cô. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, Dự Thảo xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với quý vị khán giả đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mà chưa hết đâu nha cô, không chỉ là mình nhận được những lời khen nè, mà còn có những đóng góp của quý vị khán giả để chương trình mình có thể hoàn thiện hơn. Ví dụ như là chị Bảo Trúc ở Hà Nội, em nhớ là trong thư chị có gửi lời cảm ơn chương trình mình với những món ngon trong mùa lạnh đã giúp cho gia đình của chị ấy trọn hương ấm thấm vị ngon. Và nếu như trong những ngày trời rét như thế này thì có thể nhờ chương trình hướng dẫn thêm những món ngon mà đi chợ cũng trong tích tắc luôn. Rồi phải đảm bảo là ngon, bổ mà giá thành hợp lý nữa. Đi chợ trong tích tắc mà phải ngon, bổ, rẻ nữa hả? Mà cũng dễ thôi. Để mà chọn một nguyên liệu bổ dưỡng á, thì cô sẽ chọn thịt bò. Còn vừa rẻ nè, vừa dễ tìm, chế biến nhanh trong tích tắc hả? Nguyên liệu dễ tìm thì chọn rau muống. Như vậy thì cô sẽ thực hiện một món ăn kết hợp từ thịt bò với lại rau muống. Không biết như vậy đã đạt yêu cầu của Tuyết Minh và quý vị khán giả đưa ra chưa ha? Chưa đâu cô ơi, tại vì là em còn chưa biết món đó là món gì. Thứ hai quan trọng hơn hết là em còn chưa được thưởng thức món ăn mà. Vị khán giả này thật là khó tính phải không quý vị khán giả? Như vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng vào bếp và thực hiện món gỏi thịt bò trộn rau. Để thực hiện món gỏi thịt bò trộn rau, quý vị khán giả cần chuẩn bị 200g thịt bò phi lê cắt sẵn, 100g rau muống chẻ, rau quế, cà rốt, củ hành tây, một ít tỏi phi, mè rang và ớt sừng băm, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả chuẩn bị khoảng nửa lít nước. Sau khi mà chúng ta đặt nửa lít nước lên bếp rồi thì quý vị khán giả sẽ cho vào 3 muỗng canh giấm gạo Lisa. Không biết là nồi nước này cô Thảo dùng để trụng cái gì đây, chắc là trụng rau đúng không cô? Không phải đâu, giai đoạn trụng này thì sẽ trụng thịt bò. Nhưng mà tại sao cô lại cho một chút giấm vô, nó có bí quyết gì ở đó hả cô? Quý vị khán giả cũng cần lưu ý điểm này, đó là khi chúng ta trụng thịt bò vào trong nước có pha với lại khoảng 3 muỗng giấm như thế này, vừa làm hạn chế cái lượng dầu mỡ vì chúng ta không xào mà là trụng với nước sôi. Và kế đó nữa là khi trụng nước sôi như vậy thì thịt bò sẽ mềm nè, mà hình dạng và màu sắc thì cũng sẽ rất là tươi sáng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho phần thịt bò này vào. Và Tuyết Minh tắt bếp giúp cho cô đi. Dạ. Chúng ta chỉ trụng sơ thôi rồi chúng ta vớt ra ngay. Kế đó chúng ta cho vào tô. Và bây giờ chúng ta sẽ ướp gia vị vào ngay. Một ít tiêu nè, xong rồi mình cho thêm khoảng 2 muỗng cà phê tỏi phi. Cuối cùng là chúng ta cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê nước tương Lisa. Tại sao chúng ta phải ướp gia vị ngay sau khi trụng vậy cô Thảo? Quý vị khán giả thấy là sau khi chúng ta trụng thịt bò xong, chúng ta đem ra vẩy cho ráo nước. Và ngay lập tức quý vị khán giả sẽ ướp gia vị vào ngay. Vì khi chúng ta ướp ngay như vậy, khi mà thịt bò mới trụng xong còn nóng á, thì sẽ giúp cho phần gia vị thấm vào thịt bò nhanh và dễ và ngon hơn. Như vậy là phần thịt bò mình đã chuẩn bị xong, còn phần rau này mình sẽ làm gì đây cô Thảo? Còn phần rau muống này, quý vị khán giả sẽ chọn rau muống phần non và chúng ta chẻ nhỏ ra. Sau đó trước khi mà dùng á, thì quý vị rửa sạch và chúng ta sẽ ngâm cái phần rau này vào trong nước đá. Bây giờ Tuyết Minh giúp cho cô ngâm cái phần rau này vào trong nước đá. Nhưng mà cô ơi, như vậy là mình ngâm rau muống trong nước đá là để giúp cho rau tươi và có độ giòn khi ăn đúng không cô? Chính xác rồi, khi chúng ta ngâm rau muống vào trong nước đá là mục đích là giúp cho rau vừa tươi và đặc biệt là giúp cho rau muống giòn hơn trước khi mà chúng ta trộn gỏi. Như vậy thì đây lại là một bí quyết nho nhỏ nữa của món ăn này mà quý vị không thể bỏ qua, đó là chúng ta sẽ ngâm rau muống vào trong một tô nước đá để giúp cho rau giữ được độ tươi và giòn hơn khi chúng ta ăn. Sau khi chúng ta đã ướp thịt bò rồi nè, ngâm rau trong nước đá để chờ cho nó giòn thì chúng ta sẽ sơ chế qua những phần còn lại. Phần cà rốt này thì chúng ta sẽ sắc sợi cho thật là nhuyễn. Hành tây thì quý vị khán giả sử dụng khoảng 1/4 củ hành tây là vừa, và chúng ta cũng sắc nhuyễn như thế này. Rau quế thì chúng ta không băm nhuyễn mà chúng ta chỉ cần sắc nhuyễn thôi là được rồi. Để giảm cái vị hăng của hành tây, chúng ta sẽ cho vào khoảng chừng 1 muỗng canh đường. Chúng ta chỉ cần để khoảng chừng 5 đến 10 phút thôi thì phần đường sẽ tan ra, sẽ làm cho món ăn vẫn giữ độ giòn, ngon mà giảm đi cái độ hăng của hành tây. Để làm sốt trộn gỏi thì quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng chừng 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo, cho vào khoảng 1 muỗng canh nước tương Lisa, khoảng 1 muỗng canh mè rang và 1 muỗng cà phê ớt sừng băm, trộn đều lên.
Rồi tất cả các nguyên liệu chúng ta đã sẵn sàng rồi. Phần rau muống thì em cũng đã chuẩn bị xong cảm rồi. Cảm ơn Tuyết Vinh. Cô sẽ cho hết phần rau muống chẻ này vào. Chúng ta sẽ cho luôn cái phần hành tây nè, với là cà rốt mà chúng ta đã trộn với đường lúc nãy. Tiếp đó là cái phần thịt bò. Kế đó chúng ta chỉ việc trộn đều lên thôi. Bây giờ Tuyết Vinh giúp cho cô sẽ cho hết cái phần sốt này vào nha. Dạ. Cuối cùng nữa là chúng ta cho thêm cái phần rau quế cắt nhỏ này vào nữa là xong. Rồi, tất cả đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ cho ra dĩa thôi. Cho vào thêm vài nhánh rau quế nữa. Và cuối cùng sẽ là phần của Tuyết Vinh nha. Món ăn này thì chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy ngon rồi, rất là nhiều màu sắc đúng không cô? Còn hương vị thì ở đây em nếm thử đã. Quý vị biết là Tuyết Vinh đang nghĩ gì không? Tuyết Vinh đang tìm đủ mọi lý do trong đầu để làm sao xin cô Thảo cả dĩa gỏi này mang về nhà ăn mới được. Bởi vì quá ngon luôn cô ơi. Thịt bò thì vừa chín tới là mềm và rất là thấm gia vị. Còn các loại rau thì khỏi phải chê nha, rất là giòn và mát. Ăn vào thì có cảm giác rất là thú vị đó cô. Trọn hương ngon, thấm vị ngon. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng với món gỏi thịt bò trộn rau. Và quý vị cũng đừng quên hãy chia sẻ những ý kiến đóng góp của mình với chúng tôi theo hai cách quen thuộc, đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.